Rồi, hai, xin chào các anh em đã quay lại kênh của Thịnh Biker. Thì chiếc xe này là chiếc Winner mà bị lột cái đầu á anh em. Bữa nay mình có làm, mình có quay là phần trước là mình có làm lại cái đầu rồi. Hôm nay là mình đã ráp lại xong rồi này. Đó, ráp lòng, ráp đầu, ráp cam. Thì trong quá trình này mình ráp á, thì bây giờ là mình quay gần lại cho anh em xem ha. Anh em thấy không? Nói chung là mình đã canh chỉnh ráp lại nè, canh xin đồng tiền đồ sẵn hết này. Cực kỳ khít luôn, cực kỳ ok ha. Rồi cái cam này anh em, mình sơ xịt nó không còn bị nữa này. Thì làm lại rồi làm sao bị được nữa. Thì nó đùa vậy thôi anh em. Thì mình làm xong rồi ok, ngon lành rồi. Thì hôm qua mình có nổ máy thử, thì mình thấy máy khá là êm. Nhưng mà những cái trường hợp mà bị lột đầu như này á, thì mình luôn luôn tháo lóc nồi này kiểm tra. Thì mình phát hiện ra một điều còn khủng khiếp hơn nữa nha, còn khủng khiếp hơn cái bỏ đầu rồi nữa. Thì nói chung là xe này khách bỏ lại nhiều ngày á, để mình kiểm tra toàn diện luôn, mình làm cho nó ngon lành luôn, chứ không phải là mình làm xong rồi đi về xong nó bị lỗi lại nữa nha anh em. Đó, thì mình qua bên nồi nha. Thì cái đồng phần đầu này thì mình ráp lại canh chỉnh ok rồi ha. Thì cây cam mình có mè lại nè anh em. Đó, cây cam này nè, hôm bữa mình có anh em nào có theo dõi clip trước á, mình thấy chỗ này nè sụt sịt sịt đúng không, bây giờ là cực kỳ cứng luôn, cực kỳ ôm luôn và cực kỳ ok ha. Rồi xong mình sẽ qua phần nồi nha. Mình vừa tháo nóc nồi này thì đầu tiên mình thấy nhớt này anh em thấy không, nhớt cực kỳ gớm luôn, nó còn dính lên nóc nồi này anh em. Đó đó, đây nè, đi xe cỡ này thì quá là tôm lợm luôn ha, nhớt nhau thì quá cỡ này thì nó lột là chuyện đương nhiên rồi. Rồi do không kỹ ha. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ rút cái lọc nhớt ra anh em coi, nãy giờ mình chưa rút luôn á anh em, mình đỡ mình quay phim á. Đây nè anh em thấy chưa, nhớt như thế này mà làm sao mà lọc nhớt như thế này làm sao mà nhớt bơm lên được anh em thấy không, nó quá gớm luôn, nó biết cần hết luôn. Còn xíu chỗ đây à nè, anh em thấy còn xíu không, đó cực kỳ dơ luôn, cực kỳ gớm luôn đấy. Rồi sau là cái chuồng heo, chuồng heo mình không biết là chủ xe này chuồng heo này là mua lại hay là xài sao đó mà nó rơ khủng khiếp luôn nè, nó rơ cỡ này nè, nó giọng canh canh canh, mấy nó giọng cực kỳ giọng luôn, mình cứ nghĩ là cây dơn giọng, nhưng mà mình tháo ra thì mình thấy cái chuồng heo cỡ này thì phải nói là hư nặng rồi đó. Còn cái răng này anh em thấy mấy cái răng không, nó dập này, những cái răng nó dập anh em thấy không đó, những cái răng nó dập như thế này thì cái nó cực kỳ giọng và lúc mà kích con là không được luôn. Rồi đây là phần chuồng heo nha, chuồng heo quá tệ, chuồng heo phải nói là quá tệ đó. Lát nữa mình sẽ chụp hình mình chèn vô cho anh em coi. Rồi tiếp theo là cái đó nhôm không biết kiểu gì luôn mà nó khuyết, nói chung là khuyết mà đen thui luôn nè anh em thấy không, quá tệ luôn, cặp đó nhôm quá gớm nè đó. Thì chắc chắn cặp đó nhôm này mình sẽ thay nha anh em, chứ xử lý đó, anh em thấy không, cái độ lún của nó sâu, cực kỳ sâu luôn nè, như thế này mà làm sao mà xử lý lại xài được, không ok đâu. Nói chung là thường xử lý nó bị nhẹ thôi mà vớt lại được, còn đây quá nặng rồi. Cái thứ hai là nó bị dập này, anh em thấy mấy cái dấu trắng trắng không, đây này, mấy cái độ trắng này, những cái chỗ mà bố nó dập vô á, thì cái này là cái con cực kỳ khó luôn. Khi mà anh em nói là dập nó bị sượn là cái con nó cực kỳ sượn luôn, thì những cái trường hợp này thì mình sẽ bỏ nha, mình thay lại cái bộ bố khác. Còn lá sách lá bố anh em này nó chung một màu luôn á nè, lá bố chứ lá sắt thì hầu như nó chung một màu luôn, mình không biết chủ xe chạy kiểu gì mà tan nát cái này luôn á anh em. Đó, này là do cách chạy xe, không biết chạy xe rồi nhớt nhau không kỹ này, nó bào bố ra này rồi nó nghẹt. Còn ở dưới này, ở dưới này là một đống luôn, một đống mà dạng như là bẻ dơ này đó, cực kỳ gớm luôn. Cái máy này mình nghĩ phải chế ra mà lau chùi sạch trong này nó mới sạch được đó, cực kỳ dơ này đó. Như thế này làm sao mà đi ok được ha anh em, làm sao mà đi ok được. Rồi thì cái này thì mình chắc phải liên hệ chủ xe để tìm hướng giải quyết. Một là có thể là mình nghĩ là cái chuồng heo này là không xài được nữa rồi, nó dập quá sâu rồi, nó kẹt bố là không chạy được. Chứ hai là nó giọng thè, nếu mà kiểu cái răng vào đây nè anh em,
những cái răng này nó không dập á thì mình có thể tán lại xài lại, nhưng mà nó đã dập rồi, bây giờ mình vũa ra nó sẽ rộng, rộng ra thì cái bố bỏ vô nó sẽ lắc rơ dữ lắm, là xài không được. Hầu như là nó đã bị dập cái này thì dập nhẹ thôi thì mình có thể vũa được, nhưng dập nặng, dập sâu rồi thì nó thắng là hầu như là không cứu được nữa nha. Có thể là trùng heo này sẽ bỏ, nếu mà tùy chủ xe thôi, có hai cách giải quyết: một là thay mới, hai là mua lại đồ cũ. Rồi cái bộ đế này thì chắc chắn phải thay rồi, tại cái này nó rẻ không bao nhiêu tiền cả, quá rẻ. Anh em nhìn này, nhìn lại một lần nữa này, cái lượt nhớt này khủng khiếp chưa, như thế này làm sao mà đủ nhớt lên đó, hàng gì bị lột cái đầu, bị lột cái phần đầu. Lúc đầu là mình nghĩ là do nhớt dởm hoặc là đó, đây là cho mấy bạn xem ha, nói là không quậy trên lồng nhớt cũng không sao, nhưng mà không quậy trên lồng nhớt là tai hại nó lớn như thế này nha anh em, rất lớn luôn, không phải là lớn nữa mà rất lớn. Thì cái giá phải trả là rất nhiều tiền đó. Thôi thì xin chào anh em ha, có gì mình sẽ cập nhật tiếp cho anh em. Và cái xe này nó quá đặc biệt thì mình có thể gọi là làm nhiều clip, để chia ra nhiều clip nhỏ cho anh em xem. Thì riêng cái phần đầu thì mình làm ok ngon lành rồi nha, phần đầu làm ok ngon lành rồi thì mình nổ máy là nghe tiếng giọng không ổn. Thì thường là cái những cái xe bị lột lốp á thì mình sẽ tháo nguyên cái phần nồi ra, mình sẽ làm lại hết, kiểm tra lại phần nồi, rồi kiểm tra lại lượt nhớt, rồi kiểm tra lại bên trong nó sẽ như thế nào, thường là vậy nha anh em. Đó thì xe này có thay tăng cam này, thay lại sơn cam này, làm lại phần đầu, rồi phần nồi thì nó tới này, thì đó mình liên hệ chủ xe sau ha. Rồi ok ha, có gì mình sẽ cập nhật sớm cho chiếc xe này. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở một video khác nha. Cho anh em xin xem lại một số hình ảnh rồi.